quay trở lại với kênh của Huyền đi bất động sản Bình Dương nha. Thì hiện tại em đang đi trên trục đường DT746, là trục đường nối liền giữa khu công nghiệp Nam Tân Uyên và chợ Tân Phước Khánh, nối liền với thành phố Gia An, Thuận An và hướng về Sài Gòn. Thì con đường này thực sự là buổi chiều về rất là tấp nập. Bởi vì sao ạ? Bởi vì xung quanh ở đây toàn là khu công nghiệp không ạ? Cái đường này nối liền giữa khu vực mà công nhân đi làm về rất là đông. Và cái đường này là cái đường mà sẽ đi về hướng về mà cái dự án ở chợ Tân Phước Khánh mà công ty em chuẩn bị mở bán. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị và các bạn về cái khu vực cũng như là cái địa hình xung quanh đây, để mọi người hiểu rõ hơn cái vị trí cũng như là cái khu vực mà cái dự án ở bên em sắp mở ra. Thì cái con đường này thực sự nó ngày trước nó chỉ có hai làn đường thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã tổng có tất cả là 6 làn đường và nó mở rộng ra rất là lớn rồi. Thì cái con đường này thực sự nó hai bên xung quanh phát triển rất là tấp nập, rất là sầm uất luôn. Thì đây chính là cái vòng xoay này là sẽ một bên hướng về hướng của em đang đi tới là sẽ hướng về thành phố mới, còn cái hướng bên cạnh này là cái hướng về đi về đường 746 và đi về Tân Phước Khánh nhá. Thì bây giờ em đang đi về hướng về thành phố mới Bình Dương, để cho mọi người biết rằng cái đường DT746 đó nó nối liền với rất là nhiều con đường và nhiều khu vực xung quanh đó, những cái khu vực mà phát triển cũng như là rất là phát triển, và nó bao gồm rất là nhiều tiện ích cũng như là dịch vụ xung quanh ở cái khu Tân Phước Khánh mà chuẩn bị công ty em mở bán. Thì cái vị trí mà cái dự án ở bên em sắp mở ra thực sự nó nằm ở một cái vị trí rất là đắc địa, cách chợ Tân Phước Khánh chỉ có 2 km thôi. Và nó bao gồm như là trường học này, ngân hàng này, các tiện ích xung quanh thì thực sự là đầy đủ, không còn thiếu một cái dịch vụ gì hết. Ngoài ra bên cạnh đó xung quanh nó bao gồm rất là nhiều khu công nghiệp, nó bao quanh luôn, nó nằm ở một cái vị trí thực sự rất là đắc địa. Vì thế nó là một cái vị trí để thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư, mình có thể mình mua nhanh để sau này mình có cái giá F0 và mình đầu tư ra. Bởi vì sao? Cái dự án của bên em nó chỉ là bắt đầu mở bán thôi, chứ nó chưa thực sự mở bán, nên là đó là cái cơ hội tốt cho tất cả các nhà đầu tư cũng như là tất cả các anh chị em mình muốn đầu tư về lâu dài và có lợi nhuận. Còn nếu mà anh chị em nào mà mình muốn sống ở một cái vị trí sầm uất như vậy thì mọi người hãy nhắm tay sở hữu cho mình một cái vị trí đẹp. Bởi vì sao ạ? Cái thông tin này thực sự là nó chưa có, công ty em là nó chưa có đưa ra, nhưng mà chỉ mới mở bán để thông báo, để giữ chỗ cho tất cả các quý khách hàng nào mà thân thiện cũng như là được ưu tiên thì sẽ được cái vị trí đẹp. Còn nếu mà mình biết muộn quá thì cái vị trí đẹp nó không còn nữa. Vì thế những quý khách hàng nào muốn có vị trí đẹp ở ngay chợ Tân Phước Khánh thì mọi người hãy liên hệ cho em theo cái số điện thoại là 0973 508 841 để em sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị và các bạn mình có một cái vị trí đẹp tại ngay trung tâm của chợ Tân Phước Khánh nhé. Là một cái điểm nổi trội bao gồm rất là nhiều khu công nghiệp cũng như là nhà máy, xí nghiệp xung quanh. Công nhân cũng là anh chị em các nhà đầu tư tập trung về sinh sống rất là nhiều. Thực sự ở cái vị trí đó thì mình sẽ không bao giờ mình sợ. Bởi vì sao? Tại vì nếu mà mình không ở thì mình có thể mua đi bán lại cũng được. Vì nó ở một cái vị trí đắc địa như vậy thì không có thể nào mà nó sẽ lỗ được, mà nó sẽ tăng theo từng ngày, nó sẽ tăng lên từng ngày luôn. Thì cái đường này sẽ thế nên là các nhà đầu tư mình nhanh tay để sở hữu cho mình, sở hữu cho mình cái Vĩnh Hưng này, chợ Phú Chánh này. Đó, thực sự là xung quanh cái vị trí này nói chung là nó rất là phát triển và phát triển rất là sầm uất. Thì để biết hơn rõ hơn thì tí nữa em sẽ tiếp tục cái video này, nối tiếp cái video này để cho quay những cái khu vực xung quanh nhé. Bây giờ em tạm